Chào mọi người, hôm nay em làm video hướng dẫn mọi người cách copy dữ liệu SCU. Thì trước mặt em là loại SCU 2 giắc. Khi mà chúng ta thay SCU mới và chúng ta muốn sử dụng lại được 2 chìa thì chúng ta sẽ phải copy dữ liệu của SCU cũ và SCU mới. Thì muốn copy dữ liệu thì mọi người sẽ phải cắt như thế này cho em và hàn trên phần mềm Omodo đã hướng dẫn rồi cách chúng ta hàn. Và thì hôm nay em sẽ cắt cái con mới này để em copy dữ liệu từ con SU này sang con SU mới của em để em có thể sử dụng được hai chìa. Thì hôm nay em sẽ sử dụng dụng cụ của em. Mọi người có thể sử dụng dụng cụ của mình có thể cắt được ra. Em sẽ sử dụng cái máy cắt này để cắt. Em đã cắt xong rồi. Giờ em sẽ hàn và em copy dữ liệu của SU từ con này sang con kia. Và giờ em sẽ hàn. Trước khi hàn thì mọi người có thể vệ sinh cho cái mỏ hàn của chúng ta thật sạch đi. Chúng ta sẽ hàn nó sẽ dễ hơn và cho dây của chúng ta ít thiết. Xoay vàng thế là trên. Và dây đen sẽ ở dưới. Rồi em hàn xong rồi, chúng ta kiểm tra xem mối hàn chắc chưa. Và sau khi hàn xong chúng ta sẽ sử dụng máy Smartool. Ta sử dụng công cụ của chúng ta copy. Thì mọi người cho thêm phần Smart Key và Honda vô điều khiển 2 giắc và lập trình tự động này. Chọn cho phần copy SCU. Nó sẽ cảnh báo chúng ta này. Chúng ta bấm OK và đọc và ghi dữ liệu SU, bấm đọc kết nối với SU 1 ở enter lại vẫn cảnh báo enter một lần nữa và đang đọc dữ liệu SU vô đồng đợi. Cảnh báo dữ liệu của SU mới sẽ bị thay đổi, đồng ý ghi dữ liệu. Mình sẽ bấm enter này. Và yêu cầu kết nối với SCU thứ hai này. Mình sẽ rút rắc này và cắm với SCU thứ hai mình đã hàn sẵn. Mình bấm enter copy dữ liệu SU thành công. Sau khi em copy dữ liệu của SU thành công thì em sẽ thử lên chiếc mô hình của em. Giờ em sẽ đánh thức này, vặn được khóa. Đấy, mọi người đã thấy là copy thành công và đã vặn được ổ khóa. Và video của em đến kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.